Võ thần chúa tể thuyết minh tập 838-839 Cơ như trăng các nàng đều ngơ ngẩn nhìn xem tần trần Không rõ máu này tin tại sao lại là đối phương trong kế hoạch mấu chốt một vòng Lại nghe tần trần đạo Ta ngay từ đầu cũng tại hoài nghi Các ngươi vì cái gì làm như vậy Nhưng vừa vặn hai người các ngươi tại đoạt bỏ ngụy tinh quan cùng nhạc trung khuê thời điểm Để cho ta rốt cuộc hiểu rõ Những thứ này huyết tinh có thể nhường các ngươi tại đoạt bỏ thời điểm càng thêm nhẹ nhõm phương tiện chiếm giữ thân thể của người khác, lại không sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa, đoạt xá người khác sau đó, cũng có thể để các ngươi nhanh chóng hơn trưởng khống đoạt xá người cơ thể, phát huy ra vốn có chiến lực, quan trọng nhất là, linh hồn đoạt xá, tại chính thức trước mặt cường giả, rất dễ dàng bại lộ, bởi vì linh hồn cùng nhục thân sẽ có một loại không cân đối cảm giác. Nhưng các ngươi hai người vừa mới đoạt xác nhạc trung khuê cùng ngụy Tinh Quang, trên thân lại không có một tia không hài hòa, cũng cho ta rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân chân chính. Liền thí dụ như ngươi, thương vô kỵ, kỳ thực ngươi căn bản không phải thương vô kỵ, chân chính thương vô kỵ đã bị người đoạt xác, mà ngươi, chỉ là đoạt xác thương vô kỵ dị ma tộc hậu nhân mà thôi. Ta đoán không sai a, à, thật bởi vì ngươi hấp thu qua huyết tinh chi lực, mới khiến cho bản thiếu căn bản nhìn không ra ngươi kỳ thực đã bị người đoạt xá, bằng không, ngươi há có thể che giấu bản thiếu mắt. Trần Thiểu, Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là di tích này bên trong viễn cổ cường giả sao? U Thiên Tuyết kinh ngạc nói, nghe đến đó, các nàng coi như lại đứa đần. Cũng minh bạch đầu đuôi sự tình, cái gọi là thám hiểm đoạt bảo, căn bản chính là một cái âm mưu, hết thảy đều là cái này Thương Vô Kỵ cố ý dẫn bọn hắn tới đây, mục đích đúng là vì đoạt xá bọn hắn, những người này rốt cuộc là ai? Tần Trần cười cười, hướng về phía Cơ Như Trăng cùng U Thiên Tuyết đạo: hai người các ngươi thật chẳng lẽ nhận không ra. Cơ như trăng cùng U Thiên Tuyết có chút ngạc nhiên. Đây đã là tầng trần lần thứ hai nói như vậy, chẳng lẽ các nàng đã từng thấy qua đối phương. Có thế hai người vô luận như thế nào hồi ức, đều nghĩ không nổi, chính mình từng tại nơi nào thấy qua những người này, chỉ có bọn họ áo đen, để cho hai người có chút quen thuộc, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trần thiểu, chẳng lẽ những người này là ngã chấp pháp điện. Cơ Như Trăng trực tiếp liền chấn kinh mở miệng, không sai, chính là bọn họ, cái này bốn tên người áo đen, chính là ngươi chấp pháp điện mang tới hơn 20 tên mang mặt nạ người áo đen, nếu là ta không có đoán sai, bây giờ Thương Vô Kỵ trên người người kia, cũng hẳn là một người trong đó. Tần Trần lạnh lùng nói, cái này sao có thể? Cơ Như Trăng cùng U Thiên Tuyết Triệt để kinh ngạc đến ngay người ở. Đám người quần áo đen này, chính là các nàng chấp pháp điện ẩn thế trong thế lực thành viên mà lại là từ Phiêu Miểu cung nhân cùng nhau mang đến, làm sao có thể làm ra chuyện như thế tới?" hơn nữa Tần Trần nói, đối phương vẫn là cái gì dị tộc người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này có gì không thể nào, các ngươi hẳn là đang suy nghĩ, bọn hắn chính là Phiêu Miểu cung mang đến. Căn bản sẽ không có vấn đề a. À. Nhưng ta cho ngươi biết, chuyện này vốn là Phiêu Miểu cung tham dự, thậm chí là các nàng một tay chế định. Tần trần hai con ngươi bỗng dưng bắn mạnh lãnh mang, nghiêm nghị nói, đám người này không chỉ là các ngươi chấp pháp điện nhân, hơn nữa, vẫn là viễn cổ tiến công ta thiên võ đại lục, tạo thành đại lục hắc ám nổi loạn dị ma tộc người hậu đại. Nơi đây, cũng không phải là cái gì cổ lo lắng giới chỗ sâu di bí cảnh, mà là dị ma tộc dị ma đại lục, này đại lục, chính là bị đám người này mở ra, chú ý dẫn tất cả mọi người mà đến. Lời ấy rơi xuống, Cơ như trăng mấy người đã khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời, bạch bạch bạch, thương vô kỵ trên mặt mấy người cũng đều lộ ra vẻ kinh nộ, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy thương vô kỵ trừng lớn hai mắt, hải nhiên nhìn xem tần trần, tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại biết nhiều như vậy? Bọn hắn chính là dị ma tộc hậu nhân sự tình, căn bản không người biết được, cho dù là chuyến này phiêu miểu cung nhân, cũng chỉ là phối hợp bọn hắn hành động, đối bọn hắn lai lịch căn bản vốn không cái gì hiểu rõ tần trần lại là làm sao mà biết được ngươi chẳng lẽ ngươi là cái kia lúc trước nô dịch phiêu miễu cung la mộng khinh người thương vô kỵ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng cả giận nói ta là làm thế nào biết các ngươi cũng đừng quản ta ngược lại thật ra rất muốn biết mục đích của các ngươi là cái gì tần trần quét mắt bị khống chế ngụy tinh quang nhạc trung khuê âm thanh lạnh lùng nói các ngươi phân biệt khống chế các đại thế lực đỉnh cấp võ hoàng. Chẳng lẽ là muốn dụ phát đại lục hỗn chiến sao? Hắn lời ấy nói ra, tâm thần lập tức đại chấn, một cái ý niệm trong nháy mắt tại hắn trong đầu bay lên, đúng rồi, tuyệt đối không sai, những người áo đen này mục đích, chính là ở nơi này cổ lo lắng giới bên trong, nô dịch các đại thế lực đỉnh tiêm võ hoàng, một khi ra cổ lo lắng giới, hấp thu đại lượng huyết tinh chính bọn họ. Linh nhục hợp một, như không phải hữu tâm, bằng không cho dù là các đại thế lực đỉnh cấp võ đế đều không thể nhìn trộn ra bọn hắn kỳ thực đã bị đoạt xá, đến lúc đó, nắm giữ quy tắc trái cây, nắm giữ bộ phận quy tắc chi lực, có thể trở thành võ đế bọn hắn, trở thành thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu nhất, vừa nghĩ tới toàn bộ vũ vực mỗi một cái đỉnh cấp trong thế lực đều có dị ma tộc thám tử. Lại thêm phiêu miểu cung bực này thế lực khổng lồ ở phía sau mưu đồ, tần trần trong nháy mắt không rét mà run thượng quan hy nhi rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ là muốn cho dị ma tộc triệt để thống trị trân cách cách đại lục sao ngươi biết nhiều lắm thương vô kỵ trên mặt trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh thanh âm hắn băng lãnh lại ẩn chứa cực hạn sát ý thân hình thoát một cái Phúc chốc hướng về đánh tới giết giết bọn hắn đến nỗi cái này tần trần cùng người áo đen đem bọn hắn bắt giữ lại tiến hành đoạt xá ta ngược lại muốn nhìn, trên người hai người này đến cùng có cái gì bí mật. Thương vô kỵ động, toàn thân sắc ý sôi trào, trong nháy mắt ngang tàn ra tay, vanh, trên người hắn có ma khí ngập trời phóng thích, cũng không còn bất luận cái gì che giấu. Từng đạo quỷ bí phù văn tản mát ra hàng quan lạnh lẽo, hóa thành một ngày đen nhánh màn trời, trong nháy mắt hướng về tầng trần trấn sát mà đến, cùng lúc đó, ngụy tinh quang, nhạc trung khuê, cùng với khác mấy người cũng đều phút chốc động, song trưởng bên trong, hàng mang bắn mạnh, từng đạo hắc sắc ma khí hóa thành từng mảnh từng mảnh âm hàng sâm sâm lồng giam, bao khỏa hướng tầng trần một nhóm. Khóe miệng vẽ ngoài rét lạnh nụ cười, tầng trần một nhóm thực lực, bọn hắn cũng sớm đã kiến thức qua, mặc dù mạnh, nhưng là liền so ban đầu ngụy tinh quan mấy người hơn một chút mà thôi, không mạnh hơn bao nhiêu, mà bọn hắn năm người, đã sớm bố trí thiên la địa võng. Lại ở nơi này trong thạch thất có cấm chế trận pháp trợ giúp, đừng nói mấy cái nho nhỏ thiên kiêu võ hoàng. Cho dù là các đại thế lực cao cấp võ hoàng ở đây, bọn hắn cũng không sợ chút nào, dễ dàng liền có thể đem bọn hắn bắt, nực cười. Ngươi tất nhiên đã sớm nhìn ra bản tọa thân phận, vậy thì hẳn là ngoan ngoãn rời đi, lại còn dám vào vào trong thạch thất này, nếu đã tới, ngươi cái mạng này, bản tọa muốn. Thương vô kỵ cười to, phát ra hàng mang bàn tay ma khí, phút chốc đập vào tầng trần trên thân. Oanh, ngập trời ma thiên bộc phát giống như quần ma loạn vũ đồng dạng trong thạch thất khắp nơi đều là khí tức âm lãnh tán loạn cái kia hai tên quy nguyên tông cùng ẩn trong khói cửa người sống sót chỉ là ở nơi này ma khí phía dưới liền đau đớn vạn phần chân nguyên trong cơ thể không cách nào ức chế lại giống như làm cần phải nói ở vào ma khí trung ương tầng trần dưới một chưởng này hắn chắc chắn phải chết có thể tiếp nhận xuống tràn cảnh lại làm bọn hắn giật nảy cả mình đầy trời ma khí quanh quẩn phía dưới Tần Trần trường bào tại ma khí phía dưới phần Phật pháp với mạnh mẽ bay múa, mà trên mặt hắn ngậm lấy cười lạnh, lại phản phất không có việc gì đồng dạng. Thương vô kỵ sắc mặt tái xanh, một mặt khó có thể tin, hắn một chữ này, mặc dù cũng không có cần Tần Trần mạng dự định, nhưng là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ẩn chứa dị ma tộc quỷ dị chi lực, vốn cho rằng có thể dễ dàng bắt Tần Trần, có thế kết quả lại làm hắn giật nảy cả mình, không có khả năng coi như Tần Trần là bát giai hậu kỳ tột cùng võ hoàng. Cũng tuyệt không có khả năng tại hắn nhất kích phía dưới sẽ như thế nhẹ nhõm, hắn dưới tức giận, rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng hắc sắc ma khí giống như đại dương xung kích tại tầng trần trên thân, từng cái đen nhánh giống như ma đầu vậy hư ảnh lấp lóe, muốn xông vào tầng trần não hải, a, à, có chút ý tứ. Thương vô kỵ không hổ là nắm giữ dị ma tộc huyết mạch. Lại tại võ hoàng cảnh giới liền có thể đoạt xá khác võ hoàng cường giả, linh hồn lực hết sức đặc thù, cùng nhân tộc võ giả có chỗ khác lạ, mặc dù chưa từng như dị ma tộc kinh khủng như vậy cùng đáng sợ, nhưng là mang theo một tia đặc biệt khí tức âm lãnh, hơn nữa ẩn chứa một chút xíu vô hình công kích linh hồn, linh hồn như vậy công kích nếu là rơi vào cái khác võ hoàng cường giả trên thân. Cho dù là hậu kỳ tục cùng võ hoàng, cũng phải vì đó mê muội, thậm chí có sở thụ thương, nhưng tần trần là ai, Trước đây liền khô lâu đà chủ bực này ma quân công kích linh hồn đều không thể thương tổn tới hắn. Thương vô kỵ bất quá là một người ma hỗn huyết người. Thế mà cũng nghĩ bằng vào cái này mèo ba chân công kích linh hồn làm bị thương hắn. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Các hạ là đang cho ta cù lét sao? Tần Trần cười nhạt nói. Bất diệt thánh thể đột phá thất trọng sau đó. Tần Trần lại không sợ tại bất luận kẻ nào. Phía trước thương vô kỵ đẳng cấp này cái khác công kích hắn mặc dù đồng dạng cũng không thèm để ý nhưng ít nhất cũng phải né tránh cùng chống cự. Nhưng bây giờ, mặc cho thương vô kỵ như thế nào công kích, hắn đều lù lù bất động. Giống như cù lét đồng dạng, thương vô kỵ mặt của phúc chốc đỏ lên, sỉ nhục, trước nay chưa có sỉ nhục, giết bọn hắn cho ta những người khác, ta muốn xem, cái này tần trần còn có thể hay không đắc ý như thế. Gầm thét phía dưới, nhạc trung khuê, ngụy tinh Quang cùng với hai gã khác người áo đen đã đi tới u thiên tuyết đám người trước mặt, vô số hắc sắc ma khí giống như dây leo đồng dạng hóa thành thiên địa lồng giam bao phủ hướng ưu thiên tuyết bọn người không quy nguyên tông cùng ẩn trong khói môn còn sống sót hai tên võ hoàng hoảng sợ kinh khủng ma âm truyền vào trong đầu của bọn hắn công kích chưa đến bọn hắn liền đã thất kinh trong lòng nổi lên tuyệt vọng bọn hắn năm người tất cả đều là trung kỳ tục cùng võ hoàng đối mặt tứ đại hậu kỳ võ hoàng mà lại là quỷ dị như vậy cái gì dị tộc huyết mạch làm sao có thể thắng, giờ khắc này, mấy người phản phất thấy được tử thần buông xuống, huyết dịch khắp người băng lãnh, cứng ngắt đóng băng, tâm sinh sợ hãi, có thể khiến hai người kiếp sợ là, cơ như nguyệt, u thiên tuyết, trần tư tưởng nhớ ba tên nữ tử trên mặt, nhưng là liền một tia sợ hãi cũng không có, bộc lộ ra ngoài. Tất cả đều là vẻ hưng phấn, điệu thấp lâu như vậy, cuối cùng có thể đại khai sát giới sao, rầm rầm rầm, mắt thấy vô số hắc sắc ma khí sắp bao trùm các nàng, đột ngột, ba người trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa khí thế khủng bố, vô cùng kiếm khí kèm theo lã lướt ma âm ở nơi này trong thạch thất vang vọng, kiếm chi vực giới. Quanh, kinh khủng kiếm khí đồng thời phóng thích. Cơ như nguyệt cùng u thiên tuyết trên thân đột nhiên tràn ngập ra vô số kiếm khí, tạo thành một mảnh kinh người kiếm khí chi vực, tính toán ngăn cản đen nhánh kia ma khí chi lực, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói ngụy tinh quang cùng nhạc trung khuê trên mặt bò lên trên tí ti màu đen đường vân đồng tử xích hồng giống như lệ quỷ hai người cười gằn nói các ngươi đến từ chấp pháp điện vốn là cùng thuộc chấp pháp điện chúng ta có thể tha các ngươi một cái mạng chỉ tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác biết được bọn ta bí mật chỉ có thể để các ngươi chết đi vô số ma khí ngang dọc cùng kiếm khí kia vực giới trong nháy mắt đụng vào nhau chỉ nghe kinh người tiếng oanh minh không ngừng chỉ thấy đầy trời ma khí tiến vào kiếm khí chi vực phía sau. Lại nhao nhao bị chém đứt ra, mặc dù những thứ này ma khí mỗi lần bị chặt đứt, liền không ngừng khép lại, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần cơ như nguyệt bọn người một chút, ngụy tinh quan đám người sắc mặt vô cùng kinh dị, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, cái này sao có thể? Bọn hắn thi triển ma khí, uy lực vô tận, cho dù là hậu kỳ võ hoàng cũng sẽ bị trong nháy mắt cầm tù mà cơ như nguyệt ba người vẹn vẹn trung kỳ đỉnh phong võ hoàng có thể ngăn cản được bọn họ ma khí công kích gặp quỷ sao bốn người cảm thấy quyết tâm trên thân áo bào cổ động vô số ma khí chi lực càng lớn điên cuồng trút xuống nhưng không cần cơ như nguyệt ba người gặp cường tắc cường mặc cho mấy người như thế nào ra tay đều từ đầu đến cuối không cách nào công phá kiếm khí của các nàng phòng ngự đây chính là công kích của các ngươi còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu không gì hơn cái này trần tư tưởng nhớ khẽ cười một tiếng trên mặt đột nhiên mặt mày tỏa sáng thân hình uyển chuyển như đồng du như rắn bay lượn mà ra nàng cười khẽ một tiếng tiếng cười êm tai đinh đinh thùng thùng giống như tiên âm đồng dạng ngụy tinh quang bốn người chỉ cảm thấy thanh âm này êm tai đến cực điểm lập tức đắm chìm vào trong đó không cách nào tự kềm chế đứng lên mà trần tư tưởng nhớ một bên cười khẽ một bên bay người lên phía trước nàng dáng người giống như cửu thiên chi thượng bay xuống tiên tử thước tha thước tha xinh đẹp tuyệt luân trong tay ma quang lấp lóe phúc chốc ấn về phía ngụy tinh quang mấy người đỉnh đầu mấy người các ngươi đang làm cái gì thương vô kỵ gầm thét một đạo kinh khủng ma âm phúc chốc tràn ngập ra đi lập tức xông qua ngụy tinh quang bốn người thân thể đem bọn hắn bốn người đánh thức tới sau đó bọn hắn liền thấy trần tư tưởng nhớ tay trưởng đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn mấy người dưới sự kinh hoảng vội vàng triệt thoái phía sau phịch một tiếng thân thể chấn động mãnh liệt từng cái bay ngược ra ngoài vì thế bọn hắn phản ứng kịp thời thể nội chỉ là ma khí cuồn cuộn cũng không bị thương nặng nhưng dù cho như thế vẫn như củ toàn thân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người cái này sao có thể bọn hắn nắm giữ dị tộc huyết mạch am hiểu nhất chính là linh hồn phương diện công kích dưới tình huống bình thường võ giả bình thường tinh thần lực căn bản không tổn thương được bọn hắn nhưng mới rồi. Bọn hắn vậy mà suýt chút nữa lâm vào trần tư tưởng nhớ mê hoặc bên trong không cách nào tự kềm chế, điều này làm cho bọn hắn nội tâm chấn động mãnh liệt, người người kinh sợ vạn phần, mà cái kia hai tên quy nguyên tông cùng ẩn trong khói cửa võ hoàng, cũng đã thấy sợ choáng váng. bốn người này có thể dễ dàng đoạt xá ngụy trưởng lão cùng nhạc trưởng lão, thực lực mạnh bao nhiêu. Không được xía vào, nhưng tại huyễn ma tông ma nữ mê hoặc phía dưới, lại trong nháy mắt liền bị chấn trụ suýt chút nữa bị trực tiếp chém giết, đổi lại là phổ thông hậu kỳ võ hoàng ở đây, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, viễn ma tông ma nữ, đơn giản thật là đáng sợ, đáng tiếc. Trần Tư tưởng nhớ cũng lắc đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa rồi chỉ thiếu một chút. Nàng liền có thể triệt để mê hoặc bốn người, ai biết thời khắc sống còn lại bị thương vô kỵ làm hỏng, nàng chính là trời sinh mị thể, tu luyện ma công, cũng cực kỳ nghịch thiên, đừng nói đối phương chỉ là nắm giữ dị ma tộc huyết mạch cho dù là thật sự dị ma tộc nàng cũng có thể mê hoặc từ đối phương trong yes. nhớt một mực chưa từng động thủ tần trần bây giờ cuối cùng động quanh thân hình hắn lắc lư cả người cấp tốc xông ra giống như một đạo sấm sét mang theo từng đạo gợn sóng không gian trực tiếp ép về phía thương vô kỵ tần trần vẫn muốn biết phiêu miễu cung cùng đám người áo đen kia mục đích chỉ bất quá bởi vì lúc trước thực lực không đủ hơn nữa tới quá muộn cho nên tìm không thấy đối phương chỗ, bây giờ nhìn ra Thương Vô Kỵ đám người lai lịch, Tần Trần tự nhiên đại hỷ, mặc dù Thương Vô Kỵ bốn người cũng không phải là trong Hắc Y nhân nhân vật trọng yếu, nhưng chỉ cần bắt giữ đối phương, tự nhiên cũng có thể từ bốn nhân khẩu bên trong biết được không thiếu tin tức, quanh, hắn ra tay, trong lòng bàn tay có lôi quang lấp lóe. Vừa lên tới liền thi triển ra Lôi Đình huyết mạch, muốn trước tiên đem Thương Vô Kỵ bắt, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, giết giết bọn hắn. Thương vô kỵ gầm thét lên tiếng, trong tay hắn cấp tốc xuất hiện từng đạo hắc sắc ma khí, ma khí tràn ngập, hóa thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng đen kịp ảnh, bỗng dưng ngăn ở trước người mình, những thứ này quan ảnh nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ. Tạo thành một mặt ma khí ngập trời đen như mực tấm trắng, trên tấm trắng, phù quan lưu chuyển, mỗi một phiến phù quan bên trong đều có một trương giữ tận gào thét gương mặt, tà khí dày đặc, huyết khí trùng thiên, tà thuật. Tần trần hừ lạnh, bàn tay đè xuống, vô tận lôi quang bạo động, như tam thiên lôi động, rậm rạp chằng chịt lôi quang bạo cuốn, phút chốc đánh vào cái kia ma khí quang thuẫn phía trên. Sau đó chính là chói tai tiếng oanh minh, răng rắc, gần trong nháy mắt, thương vô kỵ trước mặt màu đen quang thuẫn liền bị vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở, ngay sau đó, khe hở lan tràn, giống như mạng nhện nhanh chóng bao phủ ra, cuối cùng oanh một tiếng, triệt để nát bấy một cổ tuyệt cường lôi điện chi lực tràn ngập mà đến, cấp tốc cuốn quanh thương vô kỵ toàn thân, tầng trần lôi điện huyết mạch. Đang hấp thu thiên địa lôi kiếp chi lực phía sau, đã sớm ẩn chứa đặc biệt thiên kiếp chi lực của lực lượng này, nhất là có thể phá toái hư vọng, chuyên môn khắc chế thương vô kỵ bực này tu luyện tà công người, trên thực tế, dị ma tộc hậu nhân bởi vì thể nội chứa dị ma tộc huyết mạch duyên cớ, trời sinh thích hợp tu luyện ma công, bởi vậy vì trở nên mạnh mẽ, cho dù là gia nhập vào chính đạo môn phái cũng sẽ kìm lòng không được đi đến ma đạo trên đường giống như thương vô kỵ lúc trước thi triển huyết luyện chi thuật không biết sát hại bao nhiêu võ giả mới có thể lợi dụng tinh huyết của bọn hắn cùng linh hồn tế luyện mà thành lấy chấp pháp điện địa vị sao lại không có đại lục nghịch thiên công pháp nhưng đối với thương vô kỵ bọn người mà nói không có bất kỳ cái gì công pháp lại so với là huyết ma công tới càng thích hợp bọn hắn ầm ầm Lôi quang bạo động, đem toàn bộ thạch thất đều hóa thành lôi đình hải dương, thương vô kỵ bị lôi quang bao khỏa, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vô số lôi điện chi lực lan tràn toàn thân của hắn, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, đau đến không muốn sống, từng đạo màu đen khói xanh từ trên người bay lên. Toàn thân cháy đen một mảnh, đây cũng là thiên kiếp chi lực, dị ma tộc khắc tinh, răng rắc, vẻn vẹn quan sát tay, tầng trần liền bắt được thương vô kỵ cổ họng, ánh mắt lạnh nhạt như tử thần lạnh sinh đạo, nói, các ngươi cố ý mở ra này dị ma đại lục, đem tất cả người dẫn tới này cung điện di tích, đến cùng có mục đích gì? Tần trần ẩn ẩn có loại cảm giác. Đối phương tân tân khổ khổ đem tất cả người lừa gạt tới, tuyệt không phải chỉ là vì đoạt xá các đại thế lực cường giả, hơn nữa tại các đại trong thế lực chôn xuống quân cờ đơn giản như vậy, ở tại sau lưng, ác hẳn còn có một cái âm mưu càng lớn, hắn mặc dù không biết mình ý niệm như thế nào vì bốc lên, nhưng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ngươi mơ tưởng từ bản tọa trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Thương vô kỵ gầm thét, trên mặt bò lên trên từng đạo màu đen sợi tơ, cả người đau đớn vạn phần, hắn hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không thể tin được mình tại tầng trần trước mặt, lại lại là như vậy không chịu nổi một kích, gần trong nháy mắt mà thôi, hắn liền bị bắt giữ, hắn là ai? Dị ma tộc hậu đại, chấp pháp điện đỉnh cấp võ hoàng, cho dù là đoạt xá sau đó, cũng nắm giữ không kém gì phổ thông hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng thực lực ở nơi này trước mặt thiếu niên càng là như vậy suy nhược cái này sao có thể dừng tay buông hắn ra một bên ngụy tinh quang nhạc trung khuê bốn người cũng kinh sợ nhìn xem một màn này quanh một tiếng bốn người đồng thời động hóa thành bốn đạo tia chớp màu đen bạo lướt mà đến đồng thời trong thạch thất tràn ngập ra một cổ cực kỳ kinh khủng ma uy khí tức Từng đạo hắc sắc ma quang trong hư không cấp tốc ngưng kết, những thứ này ma quang, trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời ma khí dây leo, giống như vô số đao thương kiếm kích, vô số lưu quang gai sắc, bắn trụng mà đến, phản phất muốn đem thiên địa đều phải che đậy, một kích này, mạnh đáng sợ, cho dù là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng ở đây, cũng muốn lâm vào nguy cơ, thậm chí gặp phải sinh tử. Mắt thấy những công kích này sắp đánh tới, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, Phúc chốc ngăn ở tầng trần trước mặt, chính là khô lâu đà chủ, kiệt kiệt kiệt, đừng có gấp A, đối thủ của các ngươi là ta, đừng nhiều như vậy tình đi. Khô lâu đà chủ nhe răng cười, huyết sắc chiến kích vung ra, thoáng chốc, từng đạo huyết màu đen ma khí bao phủ mà ra, tạo thành một mảnh huyết màu đen màn trời. Phúc chốc đem Ngụy tinh Quang tứ nhân bao ở trong đó, rầm rầm rầm, chỉ nghe vô số tiếng oanh minh vang tới cái kia vô số ma khí lưu quang cùng dây leo đánh xuống tại huyết màu đen trên thiên mạc, lập tức khuấy động lên vô số đen như mực gợn sóng. Ngay sau đó chính là đinh tai nhất ốc oanh minh cùng nổ tung, nhưng Thủy chung không cách nào anh phá khô lâu đà chủ thi triển ra huyết màu đen màn trời. Cái gì? Ngụy tinh quang tứ nhân tất cả đều trợn to trong mắt, con mắt đều nhanh trừng bạo, bốn người bọn họ liên thủ, thực lực biết bao đáng sợ. Cho dù là một cái hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng ở đây cũng muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc, có thế khô lâu đà chủ một người, lại chặn bốn người bọn họ liên thủ nhất kích, cái này. Đối phương chẳng lẽ là võ hoàng cực hạn cường giả sao? Bọn hắn không biết, khô lâu đà chủ tuy mạnh, nhưng bọn hắn nếu là đổi lại cái khác thông thường công kích, có lẽ còn không thể dễ dàng như vậy bị ngăn cản, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác thi triển nhưng là dị ma tộc công pháp võ thuật, khô lâu đà chủ chính là dị ma tộc ma quân, trước mặt nó thi triển dị ma công pháp, hoàn toàn chính là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Điểm ấy đơn giản ma khí lợi dụng, đối với khô lâu đà chủ mà nói liền cùng con nít tranh đồng dạng, dị ma chi khí, cũng không phải như thế thi triển, xem ta, kiệt kiệt kiệt. Một chiêu ngăn trở bốn người liên thủ công kích, khô lâu đà chủ nghe răng cười một tiếng, quanh một tiếng, trên người nó đột nhiên phóng xuất ra một cổ ma khí ngập trời, ma uy chấn thiên, so với ngụy tinh quan tứ nhân ra tay, đáng sợ lên không chỉ gấp mấy lần, chỉ thấy từng đạo ma khí bao phủ, vì thế kinh người, trong nháy mắt đi tới ngụy tinh quan tứ nhân trước mặt, dị ma chi khí, làm sao có thể. Ngụy tinh quan tứ nhân kinh hải, vội vàng ra tay ngăn cản, phù một tiếng, bốn người cùng nhau bay ngược ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, cơ thể bị xé nứt ra. Bốn người trong thân thể, cũng không có tiên huyết tràn ra, nhưng lại có đạo đạo đen nhánh ma khí quanh quẩn, tính toán chữa thương, nhưng ở khô lâu đà chủ ma khí ảnh hưởng dưới, nhưng căn bản không cách nào khép lại, hai cổ sức mạnh khác xa ma khí, lẫn nhau điên cùng tiêu hao, làm bọn hắn đặt. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.